Xin chào anh Thành. Vâng. Tại vì là đúng bây giờ để anh về anh lấy cái dây dây gì anh? Dây điện. Không cần. Loan bình như quy mà. Ừ thế được. Cũng được. Không cần phải cắm. Trong đây gì? Trong đây test đi. Test luôn ở đây. Test luôn đây để gọi các ca sĩ xóm sang test cho nó vui. Trước mà vào thì mua con 900 ạ. Anh đỡ em cái đầu bên kia. Thì biết đâu anh hát con này anh ấy thấy hay hơn 900 thì sao? Hả? Biết đâu anh hát con này anh ấy thấy hay hơn 900 ấy. Nói chung là cứ tầm tài chính mình tầm nào mình chơi tầm đấy. Không mua thì mình mua con muốn mua con hay à, con ngon cái như. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Live Air Remix. Preparing and initiating bass test. Thôi tất nhạc qua bây giờ xin mời các ca sĩ cho nó nhạc lên phát vài phát đi cho nó nhạc có bốc vào cho nó vài cái cho sướng ấy. Loa được không bác? Được. Được không? Đánh mạnh uy lực đấy. Uy lực. Đây em vật với cho bác hát thử nhá. Sao? Anh làm bài đi, anh hát bài gì em chọn cho. Cho ca sĩ này đi. Ca sĩ vợ. Đây ca sĩ vợ. Xin mời ca sĩ vợ của bác chủ. Cứ hát đấy. Thôi chị cứ mở màn bài đi đã. Mở bài đấy. Bài gì chị nhỉ? Mềm tiếng nó không như là cái dàn anh ở nhà. Rõ ràng bộ dàn anh nhiều tiền hơn này nhưng mà tiếng có nhà bộ mấy chục triệu này.
Cái bộ anh có nhiều tiền hơn nhưng mà không hay bằng cái bộ này. Nếu chiều nay nỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cõi mai già, và mùa xuân quên mặc áo mơ. Dành cho em tình yêu rất là, dù sao anh cũng về. Mộng xuân đã chín đỏ và thấy nắng hoa cúc, bàn tay yêu giọt để đây. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt lắng vàng chợt đưa và mùa xuân đã qua thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió. Bồng bềnh bềnh bồng bềnh mây trắng thấp bóng nhô nhô về thơ, lòng lành trong say dầu chua dập dìu giấc mau trôi phía ngọt ngào cành lê. Đào xuân chung chiếc anh xa ngập ngừng duyên dáng lối phố xôn xao nhịp vẫy.